Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nông thôn chuyển động được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC16. Và trong những phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin hết sức thú vị. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì câu chuyện mà chúng ta thấy mọi người vẫn hay nói với nhau nhiều nhất có lẽ chính là những thông tin liên quan đến căn bệnh viêm phổi cấp do một chủng mới của virus corona gây ra, mà vẫn thường quen gọi là dịch corona. Vâng, rõ ràng khi mà một dịch bệnh xảy ra thì cái điều đầu tiên đó chính là sức khỏe của người dân chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Và đặc biệt đó là những người mà ở ngay trong vùng dịch và tâm dịch. Sau đó thì sẽ là cả một hệ thống y tế phải chịu áp lực lớn về điều trị cho người bệnh, thiếu y bác sĩ và cơ sở hạ tầng thì chưa đủ để cung ứng cho lượng lớn bệnh nhân đổ về, và còn cả thiệt hại về kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Nước ta là quốc gia láng giềng giáp với Trung Quốc. Hoạt động giao dịch hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng tại vùng cửa khẩu thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Trước hết mời quý vị cùng xem những địa phương nào ở nước ta giáp với Trung Quốc đang bị ảnh hưởng. Việt Nam là một lãnh thổ có hình chữ S trải dài từ Bắc chí Nam, nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam châu Á. Phía Bắc bao gồm Đông Bắc và Tây Bắc giáp Trung Quốc, chiều dài trên đất liền là 1.435 km. Đây là danh sách các địa phương thuộc 7 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với các tỉnh phía Trung Quốc, xếp theo vị trí từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong số các địa phương này, cửa khẩu khu vực Lào Cai, Lạng Sơn được đánh giá là có hoạt động giao dịch các mặt hàng nông sản nhộn nhịp nhất cả nước. Những năm trước, như một truyền thống thì hoạt động xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản của nước ta sang thị trường Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán hàng năm thì thường rất là sôi động, nhưng năm nay thì đã khác. Đúng như vậy ạ, Trung Quốc thì vốn là một thị trường truyền thống tiêu thụ một lượng lớn các mặt hàng nông sản của nước ta. Thế nhưng việc ngừng giao dịch tại vùng cửa khẩu để hạn chế lây lan dịch bệnh đã tác động không hề nhỏ tới các loại nông sản Việt, chẳng hạn như là quả thanh long. Thì 30-40% sản lượng thanh long tại Long An hàng năm sẽ được xuất khẩu tiêu thụ tại Trung Quốc. Nhưng mà năm nay, tỉnh Long An đã phải hủy một số đơn hàng khoảng 300 container, tức là tương đương với khoảng 6.000 tấn thanh long. Vâng, và đây thì chỉ là một trong số các cái loại mặt hàng mà nông sản dễ bị tác động trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán Trung Quốc bùng phát. Và tính cho đến nay thì có tới hàng trăm chiếc container đông lạnh, mỗi xe chở từ 13 cho tới 18 tấn hoa quả, nằm chờ tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Và nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đi Trung Quốc cho biết là đang gặp khó vì những đơn hàng đã chuẩn bị từ trước thì không biết bán đi đâu vì không đưa lên được cửa khẩu. Bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi những ghi nhận tình hình mới nhất tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Hàng trăm container chở nông sản vẫn đang ùn ứ. Để giữ cho nông sản được tươi nguyên, những chiếc xe này phải chạy máy lạnh 24/24 giờ. Tốn kém là vậy, mà không biết khi nào mới được thông quan sang Trung Quốc. Thường thường là nếu mà chở một chuyến hàng từ Bình Thuận ra đến Pò Chài, Trung Quốc, giao xong hàng thì bình thường là vào là lấy tiền bình thường trong vòng độ một tuần luôn là 73 triệu. Đấy, còn nếu mà bình thường mà khi nó có biến cố thì xảy ra thì chưa biết chủ hàng nó lâu quá rồi thì hàng ví dụ nó có biến cố, nó có hư hoặc là hư bao nhiêu phần trăm thì cũng chưa biết họ là xử lý cái tiền cước với mình như thế nào. Nếu như cứ nằm như vậy á, là riêng chủ xe mỗi một ngày là cứ bình quân là sẽ chi phí khoảng 1 triệu, từ tiền dầu, tiền bến bãi, tiền ăn, chi phí cho tài xế là cứ một ngày là tăng lên 1 triệu. Ngày trước Tết Canh Tý, thanh long ở Long An và Tiền Giang vẫn còn được thương lái thu mua với giá lên đến 37.000 đồng 1 kg loại 1. Tuy nhiên, 2 ngày vừa qua, nhiều thương lái bỏ cọc hoặc chỉ đồng ý mua với giá 4-5.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, đây đang là mùa thu hoạch thanh long trái vụ do bà con nông dân trong đèn. Khoảng 100.000 tấn thanh long sắp thu hoạch tại đây sẽ không biết tiêu thụ ra sao. Việc xuất khẩu sang Trung Quốc tê liệt đã ngay lập tức khiến nhiều nông sản mất giá thê thảm. Nên là thông qua những cái hệ thống thông tin thì chúng tôi cũng tiếp tục khuyến cáo tới tất cả các tỉnh thành trong cả nước, cũng như là các hiệp hội ngành hàng, hoa quả trái cây, các doanh nghiệp và con nông dân, thương nhân phải đặc biệt chú ý theo dõi hệ thống thông tin. Chúng tôi sẽ nắm bắt được thông tin, chúng tôi sẽ kịp thời mà nó những cái thông tin về cái khai thông và trở lại hoạt động bình thường của xuất khẩu hàng hóa nông sản sang thị trường Trung Quốc nó gắn liền với cái
công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này tiếp tục khuyến cáo các ngành hàng có hoạt động giao thương xuất nhập khẩu với Trung Quốc trên địa bàn địa phương ngừng vận chuyển hàng hóa vào thời điểm này. Hiệp hội Thanh Long Long An cũng đã họp bàn để tìm giải pháp và thống nhất sẽ cố gắng tiếp tục thu mua thanh long với mức giá giảm 10.000 đồng 1 kg. Những thiệt hại sẽ là không nhỏ. Và trong những ngày vừa qua, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng Bộ Công Thương đã tiến hành họp khẩn để tìm kiếm giải pháp cứu nông sản Việt trước nạn dịch viêm phổi Vũ Hán. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hiện cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ thời vụ thu hoạch, sản lượng, chủng loại các vùng tới từng huyện, xã sản xuất các mặt hàng trái cây chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc để sớm có giải pháp chủ động tiêu thụ. Vâng, và song song với đó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã khuyến cáo bà con nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp trong làm ăn xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cần phải có những hợp đồng tiêu thụ chặt chẽ và tránh những rủi ro. Vâng, thưa quý vị, trong thời điểm dễ dàng bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng virus corona gây ra, thì những chiếc khẩu trang được xem là một trong những thứ vô cùng quan trọng để có thể phòng tránh lây nhiễm bệnh. Có lẽ là từ khóa được tìm nhiều nhất trên Google lúc này lại chính là khẩu trang. Vâng, nếu chúng ta gõ từ khóa là khẩu trang trên Internet thì sẽ có kết quả trả về là 0,42 giây, đã có hơn 192 triệu kết quả xuất hiện với đủ loại khẩu trang rồi đủ loại tác dụng khác nhau. Chính bởi độ hot như vậy mà giá thành của các loại khẩu trang cũng được đẩy lên cao hết mức. Nếu như trước đây các loại khẩu trang thông dụng nhất như là khẩu trang y tế chỉ có giá từ 17 đến 20.000 đồng một hộp 50 chiếc thì nhiều nơi bây giờ đã có giá bán lên đến hơn 300.000 đồng một hộp. Dù rằng các ngành chức năng, cục quản lý thị trường cũng đã vào cuộc nhưng mà giá thành của các loại khẩu trang này thì vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Vâng, mà trong khi nhiều người coi đây là thời điểm thu lời khi mà đẩy giá bán các loại khẩu trang lên mức cao ngất ngưởng thì vẫn còn đó những nơi có những người đang phát khẩu trang miễn phí. Vâng, hành động ý nghĩa này đã được thực hiện tại hầu khắp các thành phố lớn trên cả nước. Trước thực trạng khan hiếm khẩu trang mấy ngày qua, nhiều cá nhân tổ chức tại Cần Thơ đã tổ chức thu gom và phát miễn phí khẩu trang y tế cho dân phòng virus corona. Khoảng 7.000 khẩu trang y tế đã được phát miễn phí cho người dân ngay tại khu vực gần vòng xoáy trước Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Những khẩu trang được cho vào từng bọc, mỗi bọc 5 cái để phát cho người dân. Những người chưa đeo khẩu trang còn được hướng dẫn cách đeo đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cạnh điểm phát còn bố trí bảng pano lớn để hướng dẫn các bước phòng chống bệnh virus corona, kèm theo số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế. Giữa bối cảnh giá khẩu trang y tế ở một số nơi bị đội lên gấp nhiều lần trước dịch virus corona đang diễn biến phức tạp, chương trình tặng khẩu trang miễn phí cho khách du lịch đã được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng sáng ngày 2 tháng 2, đã có khoảng 7.000 khẩu trang y tế được phát miễn phí tới khách du lịch nội địa và quốc tế tại 3 điểm chính là nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố và nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chương trình này sẽ được thực hiện tại các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, với tổng số khẩu trang dự kiến phát là 100.000 cái cho khách du lịch khi đến tham quan. Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn thành phố cũng đang có rất nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí từ các nhà thuốc, nhà dân, thanh niên tình nguyện tổ chức đứng phát trên các tuyến đường, nhất là những khu vực đông người. Tại Hà Nội, có hơn 75.000 chiếc khẩu trang miễn phí được cung cấp cho người dân. Đây là loại khẩu trang y tế 4 lớp đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Bên cạnh đó, khi đến nhận khẩu trang, người dân cũng được khuyến cáo cần rửa tay bằng nước sát trùng. Mỗi người dân sẽ được tặng một túi gồm 3 chiếc khẩu trang, mỗi người chỉ được nhận một lần để tránh tình trạng tích trữ. Thưa quý vị, có thể nói việc phát khẩu trang miễn phí không chỉ giúp cho người dân có thể thêm cơ hội được bảo vệ trước tình hình dịch bệnh cao điểm như hiện nay, mà đây còn là những hành động cao đẹp thể hiện sự gắn bó, đoàn kết và tình cảm ấm áp giữa người với người. Vâng, đúng như là Xuân Tú nói đúng không ạ? Nếu như mà thay vì là đầu cơ tích trữ khẩu trang thì mỗi một chiếc khẩu trang được phát đi miễn phí sẽ có thêm một người có cơ hội được bảo vệ. Và theo những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thì đến ngày 3 tháng 2, Trung Quốc cũng đã ghi nhận thêm 2.829 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán tại nước này đã vượt qua con số là 17.200 người. Còn tại nước ta thì hiện đã có 8 người dương tính với bệnh này. Và để phòng dịch thì tính đến sáng ngày 3 tháng 2, 37 tỉnh thành và 70 trường đại học đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Trong đó thì các thành phố lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ học một tuần.
Ngày nay thì smartphone dường như là đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Không biết là Xuân Tú thì có bao giờ là có ước tính là một ngày mình sử dụng bao nhiêu khoảng thời gian cho chiếc smartphone của mình hay không? Câu hỏi này ban đầu khi mà tôi tự hỏi thì cũng nghĩ là không nhiều, nhưng mà khi sử dụng một số những cái công cụ để đo thì mình giật mình vì thấy là mình dùng nhiều quá. Thế nên là khi mà nghĩ lại thì thấy rằng rõ ràng điện thoại bây giờ là một công cụ không thể thiếu với chúng ta, đúng không nào? Nó chứa đựng gần như là cả thế giới trong lòng bàn tay, và phải có những cái cách khác nhau để kiềm chế, nếu không chúng ta sẽ bị lạm dụng và quên mất cuộc sống thực bởi cái điện thoại. Nhưng mà tôi nghĩ là nên hạn chế, bởi vì bên cạnh việc tác động đến sức khỏe nó không tốt thì còn giúp chúng ta tránh được việc tiếp xúc với vi khuẩn nữa. Vâng, tôi hiểu ý của Xuân Tú rồi ạ. Một nghiên cứu của Đại học Oxford Anh cho thấy rằng là 92% các điện thoại di động đều chứa rất nhiều vi khuẩn, và nó là thứ mà bẩn hơn chúng ta vẫn thường hay nghĩ. Và trong thời đại hiện nay thì phải thừa nhận một điều rằng là chúng ta sống mà không thể thiếu chiếc điện thoại thông minh. Vâng, và tuy nhiên thì để làm sạch chiếc điện thoại của mình thì cũng có rất là nhiều cách. Trong đó thì không chỉ như nhiều người nghĩ là chỉ đơn giản là lau sạch bụi bẩn đâu ạ. Và có một thông tin mà nếu mà chia sẻ với quý vị và chị Quỳnh Hoa thì chắc là không ai dám đưa điện thoại lên nghe nữa, bởi vì các nhà khoa học thì có ví von điện thoại di động bẩn gấp 7 lần bồn cầu. Cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem sau đây. Có đến 10 loại vi khuẩn tồn tại trên bề mặt điện thoại. Vi khuẩn coliform có thể được tìm thấy trong phân và đất. Vi khuẩn trực tràng, nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm. Tụ cầu khuẩn vàng gây ra các bệnh về da. Phế cầu khuẩn Streptococcus gây sốt ban đỏ, hội chứng sốc độc, viêm hoại tử và viêm phổi. Tụ cầu khuẩn gây nhiễm trùng trong máu. Nấm mốc ảnh hưởng đến hệ hô hấp, gây ra khó thở, nghẹt mũi, nhiễm trùng phổi. Nấm men gây ngứa trên da. Vi khuẩn Clostridia gây buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Vi khuẩn Corinae gây bệnh bạch hầu. Vi khuẩn E. coli ảnh hưởng đến hệ hô hấp, đường tiêu hóa. Điện thoại của bạn có thể chứa hàng ngàn vi trùng, nhưng bạn có thể thực sự làm sạch nó. Sau đây là một vài phương pháp hữu ích cho bạn. Khăn tẩm chất cồn. Loại khăn này có thể loại bỏ vi trùng, nhưng nếu sử dụng quá nhiều có thể làm hỏng lớp phủ trên màn hình điện thoại. Xà phòng và nước. Một số người thường làm sạch điện thoại bằng xà phòng hoặc các chất lọc khử trùng. Đây là cách làm sạch tạm thời nhưng có thể làm hỏng điện thoại nếu dùng nhiều lần. Bảo vệ màn hình. Các chất bảo vệ màn hình điện thoại sẽ giúp nó không bị chảy xước, tránh mồ hôi và nước dỉ ra ở một mức độ nào đó. Thưa quý vị, là kinh khủng đúng không ạ? Giờ thì chúng ta có thể hiểu được tại sao các nhà khoa học lại ví chiếc điện thoại di động có thể bẩn gấp 7 lần cái bồn cầu. Trung bình một chiếc điện thoại cảm ứng thì có 12.000 vi khuẩn trên diện tích là 1 cm². Ngoài ra 92% các điện thoại thì đều có vi khuẩn, trong đó có 16% điện thoại chứa vi khuẩn E. coli, loại vi khuẩn được tìm thấy ở trong phân. Và tất cả các vi trùng này đều có thể dẫn đến nhiễm trùng cho con người. Vâng, và theo các giáo sư tại Đại học Queensland của Australia, nơi vừa trải qua đại dịch cúm với hơn 40.000 ca bệnh, thì vi trùng như là E. coli cũng như là virus cúm và các loại khuẩn thường được tìm thấy trên các điện thoại di động có thể là gây ra chứng phát ban và nhiễm trùng da. Cũng sẽ hiểu vì màn hình điện thoại thường là nơi ấm và vi khuẩn thì phát triển mạnh, nó di chuyển xâm nhập vào không chỉ là ngón tay chúng ta mà cả khuôn mặt, bao gồm cả mắt, mũi, tai và cả môi chúng ta nữa. Tất cả chúng đều tạo cơ hội để chúng ta bị nhiễm bệnh. Và trong thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona đang hoành hành như hiện nay thì nhiều biện pháp phòng tránh đã được đưa ra. Nhưng mà việc hạn chế sử dụng cũng như là vệ sinh tay trước và sau khi sử dụng điện thoại sẽ giúp chúng ta hạn chế được những vi khuẩn gây bệnh nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, cái tên chuột lang còn được biết đến với tên khác là bọ ú đang dần trở nên phổ biến. Chúng ta tìm kiếm từ khóa chuột lang hoặc là bọ ú trên mạng Internet thì kết quả trả về là không dưới 100.000 đường dẫn giới thiệu mô hình cách nuôi loại động vật thuộc họ nhà chuột này.
Vâng, đó quả là một con số không phải là nhỏ đúng không ạ? Và mô hình nuôi chuột lang hay còn gọi là bọ ú thì hiện đang nở rộ tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại các tỉnh như là Bến Tre, này, Cà Mau, Tiền Giang và một số các khu vực ở miền Trung, miền Bắc thì cũng bắt đầu nuôi. Một vấn đề được đặt ra đó là chăn nuôi chuột lang thì lợi hay hại? Và để lý giải cho điều này thì chúng tôi đã mời tới trường quay chuyên gia chăn nuôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung, Nguyên Viện trưởng Viện Thú Y. Xin chào bà con. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trước khi lắng nghe những tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin về chuột lang, tức là bọ ú đang được nhân nuôi tại một số trang trại tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như thế nào. Đây là chuột lang, tức loại bọ ú đang được một số trang trại tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chăn nuôi. Chuột trưởng thành có thể đạt trọng lượng khoảng từ 1 tới 2 kg. Hiện chuột lang đang được các trang trại nhân nuôi bán làm vật cảnh, một số ít trang trại nuôi bán thịt. Những con chuột lang trưởng thành có mẫu mã đẹp thường được bán với mức giá từ 1 tới 2 triệu đồng một con. Khi được 6 tháng tuổi là chuột lang bắt đầu cho sinh sản. Mỗi năm, chuột lang cho sinh sản từ 2 tới 3 lứa, mỗi lứa sinh được khoảng từ 2 tới 5 con. Khi chăn nuôi ở trang trại, trung bình, chuột lang sống được khoảng từ 3 tới 4 năm. Nếu người nuôi chăm sóc tốt, có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì có thể sống được từ 5 tới 7 năm. Vâng, khi mà nói đến chuột thì có lẽ là chúng ta đều có một cái cảm giác là rất là e ngại đúng không ạ? Vì thấy rằng, nghĩ rằng là nó không được vệ sinh lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta theo dõi qua cái phóng sự vừa rồi cũng như là hình ảnh trên đây thì có thể thấy rằng là những chú chuột này cũng khá là đáng xinh, đúng không ạ? Vâng, cũng ngộ nghĩnh này và thậm chí là trông cũng rất là sạch sẽ nữa. Và nó rất gần gũi đối với chúng tôi. Thì chúng tôi là những người làm trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. Khi nghiên cứu mà đánh giá các độc lực của vi khuẩn hoặc là nghiên cứu để chế tạo ra cái kháng huyết thanh để mà phòng chống một số cái bệnh hoặc là dùng cái kháng huyết thanh để nghiên cứu tạo kit để phục vụ cho công tác chẩn đoán bệnh thì cũng thường hay dùng cái loại này hoặc dùng thỏ. Đây là cái động vật động to. Cho nên khi mà chúng ta thu hoạch thì chúng ta thu hoạch được một lượng cái kháng huyết thanh tương đối lớn thì thường là được dùng trong phòng thí nghiệm. Không biết là những cái loại động vật này thì thức ăn cũng như là cái cách chăm sóc cho chúng như thế nào thưa giáo sư? Chế độ ăn của nó thì cũng rất dễ thôi. Cái quan trọng nhất ở đây là nó thích ăn các cái loại hoa quả. Ví dụ như củ cà rốt này, hoặc là cái củ su hào này, hay là cái súp lơ, hay là các cái cải bắp xanh cho ăn. Nó có cái nhu cầu về các vấn đề đó. Nếu mà thiếu cái chất xơ thì nó cũng sẽ trở thành bệnh đấy. Cho chúng ta hết sức lưu ý, chúc chúng ta sẽ đạt được vấn đề này. Thứ hai là khi chăn nuôi mà phải cung cấp một cái thức ăn là như thế rồi, nhưng mà cái nước uống là phải đảm bảo sạch sẽ. Thì đối với chăn nuôi ở ngoài dân dã để tạo nên những con thú cưng thì họ để chăn nuôi theo một cái tiêu chuẩn khác. Thế còn đối với cái phục vụ cho công tác nghiên cứu về khoa học thì lại chăn nuôi theo một tiêu chuẩn an toàn sinh học hơn, tức là nó hạn chế tối đa xâm nhiễm những cái mầm bệnh vào trong cơ thể. Chúng ta đều biết là tất cả những cá thể có sự sống, con nào cũng vậy thôi, đều có nguy cơ nhiễm bệnh cả. Vậy thì giống chuột này thì cũng sẽ có những cái nguy cơ nhiễm bệnh. Vậy cụ thể những cái loại bệnh có thể xảy ra với giống chuột này là gì ạ? Vâng, đối với giống chuột này thì nếu như chúng ta chăn nuôi mà không đảm bảo được cái tiêu chuẩn, ví dụ như đã nói là trong các phòng thí nghiệm, thì cũng có thể bị nhiễm một số bệnh. Ví dụ như bệnh tiêu chảy, cái bệnh có thể dễ dàng xảy ra do nhiễm cái vi khuẩn E. coli hoặc là cái vi khuẩn Salmonella thì cũng có thể gây hiện tượng tiêu chảy. Đấy là cái việc thứ nhất. Thứ hai là những bệnh đường hô hấp là cũng có thể phát sinh. Những cái bệnh đường hô hấp khi bị nhiễm các cái nhóm vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp thì cũng có thể gây đến cái bệnh. Đối với cái chuột này, cái điều kiện nhiệt độ để thích hợp cho nuôi cái loại này là nó chỉ thường là từ khoảng từ 25 cho đến 30 độ C thôi. Chứ còn nếu mà nhiệt độ cao quá thì nó có thể dẫn hiện tượng là bị bệnh, nó gọi là cái bệnh say nắng. Thế rồi một cái bệnh nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy, đặc biệt là cái bệnh ghẻ và bệnh nấm ở da. Thì cái bệnh này rất dễ cái phát sinh. Thế thì đối với cái bệnh này chúng ta cần phải nuôi một cách hợp vệ sinh. Hợp vệ sinh, thức ăn đồ uống hợp vệ sinh và cái chỗ chăn nuôi chúng ta phải định kỳ để mà phun thuốc tiêu độc khử trùng cho nó sạch sẽ để tránh cái hiện tượng bị nấm và bị ghẻ. Thế và khi bị nấm bị ghẻ thì trông con chuột cũng không cảm thấy yêu thương như ở trước nữa. Và chính vì thế cho chúng ta phải hết sức chú ý tới vấn đề này. Thì đấy một số cái bệnh phổ biến mà thường hay gặp. Mà đấy là bệnh là đều nhiễm từ bên ngoài môi trường vào. Chứ còn bản thân những cái chuột này, chuột bạch hay là chuột nang này thì ít khi
nó đem các cái mầm bệnh nguy hiểm để mà truyền tải sang cái đồ khác. Như chúng ta có thể thấy thì hiện nay ở nước ta thì cũng có rất là nhiều những cái trang trại này, rồi những cái cửa hàng thú cưng bán những cái chú chuột lang như thế này, có thể là kích cỡ nhỏ này bằng nắm tay này, cũng có thể là từ 1 đến 2 kg. Nói chung rất là nhiều chủng loại và cũng được nhập từ tất cả các nước khác nhau, rất nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung là chúng ta đã có một cái chính sách nào để quản lý cái việc nhập khẩu này chưa ạ? Cái vấn đề này ấy, thì thực ra mà nói thì về cái quy định về pháp luật thì đều có quy định cả. Nếu anh nhập bất kỳ một loại động vật gì từ nước ngoài vào, đặc biệt là những cái vật lạ, thì anh đều phải xin phép cơ quan. Ví dụ như đối với thú y là phải xin phép cái ở chỗ bộ phận kiểm dịch để nó kiểm dịch xem có vấn đề gì không. Thứ hai, được phép hay không được phép. Rồi xin phép cục chăn nuôi, được phép hay không được phép. Thì cái đó là cái đều có quy định cả. Nhưng mà trên thực tế, thì tôi nghĩ rằng là cái việc kiểm soát đó cũng nhiều khi cũng chưa được chặt chẽ. Nhiều khi vào nhưng mà chưa có kiểm soát được hết. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái cũng cần phải rút kinh nghiệm. Mới thứ hai ấy, nó để cho nó được trở thành phép tắc, cho nó tốt ấy, thì tôi nghĩ phải áp dụng như cái nghị định mùa 100 vừa rồi đấy. Không uống rượu bia khi lái xe. Đấy, phải áp dụng cái quy chế phạt thật nặng như thế. Mới thực ra con người ta đều là tốt cả, ai tốt hết. Thế nhưng mà muốn để cho nó trở thành cái đó thành hiện thực ấy, thì bao giờ cũng phải có một chế tài về tài chính rất đủ mạnh thì người ta cảm thấy sợ này. Thế thì những cái văn minh nó đã tốt thì mình phải cố gắng làm cho tốt. Vâng. Nhưng hiện nay do những cái chế tài và những quy định vẫn còn chưa đủ sức răn đe, khiến cho những người nhập khẩu những loại chuột mà họ gọi là chuột Peru thế này, họ đang lợi dụng cái lòng tin và cái sự chưa có nhiều cái thông tin của người dân để họ đánh tráo khái niệm. Như trên hình thì chúng ta thấy là cái giống chuột mà chúng ta vừa bàn từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ thì là chuột được nhập từ Peru, được chăn nuôi rất rộng rãi tại Peru và nó rất là lành thôi. Nó nhỏ, nó cũng rất là dễ thương và nó sạch sẽ, nó không mang mầm bệnh, không gây hại cho con người, không tấn công con người. Thế nhưng hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều người ta đang quảng cáo có nhiều giống chuột cũng được gọi là chuột Peru. Ví dụ như là trên hình đấy, nó rất là to đúng không ạ? Con chuột mà ta đang xem trên hình khi mà nó kích cỡ trưởng thành có thể từ 70 đến 100 kg. Và nó khiến cho người ta cảm thấy khá là sợ. Và con này thì có nguồn gốc từ Nam Phi. Có một con chuột nữa mà nó có thể gây hại cho người, ảnh sau sẽ thấy rõ. Thế là giống chuột thì đuôi, mũi và miệng thì nó nhọn đấy. Nó cũng có kích thước, nó cũng khá lớn giống như con ở Nam Phi vừa rồi. Nhưng nó nguy hiểm hơn là hàng năm ghi nhận ở châu Phi là có rất nhiều vụ tấn công và gây chết người cho người dân ở châu Phi nữa. Đây là cái điều rất là nguy hiểm mà nếu không kiểm soát từ khâu nhập khẩu vào thì rất dễ là gây nguy hiểm cho người dân. Vâng, và nếu như mà những cái khái niệm như Xuân Tú vừa nói là bị đánh cháo như thế, thì khi mà chúng ta nhập khẩu về mà nhập vào những cái loại chuột như thế này thì quả là rất là đáng báo động và có thể là gây nguy hiểm cho con người đúng không thưa giáo sư? Vâng, tôi thấy đây cái vấn đề, cái nhận định của MC Xuân Tú tôi cho rằng là rất là đúng. Mà chúng ta cần phải có những cái chế tài rất mạnh. Bởi vì khi nhập về thì chúng ta khi nhập về nuôi ấy, thì có mấy vấn đề mà chúng ta phải xem xét. Một là phục vụ cho nghiên cứu phòng thí nghiệm. Tất nhiên tiêu chuẩn nuôi nó khác, đúng không? Thứ hai là phục vụ cho cái việc là cho nước giới trẻ, người ta nuôi thú cưng, vâng. Chẳng hạn thế. Thì đó là mục tiêu. Còn cái mục tiêu khác thì như vừa rồi, những cái chuột như vậy tôi nghĩ là không nên nhập về trong nước. Bởi vì thế này, nó thuộc bộ gầm nhấm, mà đã là bộ gầm nhấm thì có thể đục khoét ở rất nhiều cái chỗ nó có thể đục khoét được. Ví dụ như đê điều chẳng hạn thế, nó đục khoét vào trong ấy, nó sống ở trong đó, và khi mùa nước lên rất có thể nó làm cho đê điều bị vỡ, hoặc các chỗ khác nó có thể gây hiện tượng bị vỡ. Thì cái đấy là rất nguy hại cho cộng đồng. Rồi vấn đề là nó không phải là chỉ ăn những cái rau quả như vừa rồi chúng ta đề cập đến, mà nó còn có thể phá hoại mùa màng. Thế rồi nó có thể là gây nên những cái tác hại khác, ví dụ như là cắn người chẳng hạn vừa rồi đấy. Là tôi nghĩ cái đấy là cái phải hết sức nghiêm cấm, phải nghiêm cấm một cách hết sức nghiêm ngặt. Hy vọng là những người dân, những người muốn nuôi những cái loại vật thú cưng mà cảm giác nó hiền lành thì hãy tỉnh táo, hãy tìm hiểu và tham khảo những thông tin từ các chuyên gia chăn nuôi và từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì sẽ tốt.
Vâng, và trở lại với câu chuyện chăn nuôi giống chuột lang Peru hay còn được người dân ở phía Nam gọi là bọ ú. Ở Việt Nam chúng ta và nhiều các quốc gia khác thì cái giống chuột xinh đẹp này thường được xem là chuột cảnh, còn ở Peru thì chuột lang lại là đặc sản. Và trong năm 2019, khoảng 70 triệu con chuột lang đã được tiêu thụ tại Peru. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ngành chăn nuôi chuột lang ở Peru. Đất nước Peru xinh đẹp được biết đến là cái nôi của nền văn minh Inca cổ đại. Những dấu tích xưa vẫn còn được lưu giữ trong lối kiến trúc và trong những phong tục truyền thống của người dân Peru. Họ vẫn sống trong những ngôi làng giản dị và yên bình. Không chỉ hiện hữu ở những lễ hội hay trên những đền đài cổ đại, những nét văn hóa truyền thống của người dân Peru còn được duy trì qua nhiều thế hệ thông qua văn hóa ẩm thực. Và đây là một trong những biểu tượng trong văn hóa ẩm thực truyền thống mà người dân Peru vốn rất tự hào. Đó chính là chuột lang. Những con chuột lang ở đây có thể nặng tới hàng chục kg, thậm chí là hơn. Chúng là nguyên liệu để chế biến những món ăn, được đánh giá là ngon nhất vùng Tây Bắc châu Mỹ. Tại Peru, chuột lang thường được gọi với cái tên thân mật là lợn vùng vịnh. Thực ra, chuột lang không xuất xứ ở bất kỳ vùng vịnh nào cả. Chúng là loài chuột bản địa của Peru. Là một quốc gia thiên về kinh tế nông nghiệp, nên tại Peru, chuột lang đóng một vai trò rất lớn trong nền kinh tế của quốc gia châu Mỹ này. Chuột lang có rất nhiều giá trị trong ẩm thực và trong y tế. Chúng là loại gia súc được tổ tiên chúng tôi thuần hóa từ hàng nghìn năm trước. Giờ thì chúng tôi có thể nuôi chúng như một loại gia súc chính tại mỗi gia đình. Cuộc sống của chúng tôi không thể thiếu chuột lang. Thức ăn cho chuột lang Peru là các loại rau củ quả giàu vitamin và khoáng chất. Các nông dân Peru thường đi thu hái cỏ ngoài tự nhiên hoặc tận dụng rau củ quả chính vụ như trái cây các loại, rồi rau cải, cà rốt, khoai lang hay cây ngô. Để tăng sức đề kháng cũng như dưỡng chất cho chuột lang, các nông dân Peru còn trồng thêm cây rau cần tây và cây cam thảo để cho chuột ăn. Khi nuôi chuột lang, chúng ta có thể sử dụng lồng nuôi hoặc chia ô như thế này. Nếu chia ô thế này, chuột lang có không gian sống riêng tư, chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chuồng nuôi khác. Từ đó sẽ giảm căng thẳng, phát triển sẽ tốt hơn. Một điều quan trọng nữa là chúng ta phải đảm bảo được vệ sinh cho chuồng nuôi, phải thay dọn rơm lót định kỳ 2 ngày một lần. Cùng với việc đảm bảo vệ sinh chuồng trại, các nông dân Peru cũng tiến hành tiêm phòng định kỳ cho chuột lang, giống như các loại gia súc gia cầm khác. Để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh trên đàn chuột lang, Bộ Nông nghiệp Peru cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra thường xuyên các trang trại nuôi. Chúng tôi phải kiểm tra cân nặng định kỳ. Nếu con chuột quá béo thì phải khuyến cáo người nuôi điều chỉnh thức ăn và chế độ chăm sóc. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng thịt, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi kiểm tra sức khỏe của đàn chuột để đảm bảo rằng chúng đang sạch bệnh. Nếu trang trại nào có chuột bệnh thì phải cách ly ngay lập tức. Có như vậy mới kiểm soát được sự xuất hiện của các ổ dịch. Được chăn nuôi hoàn toàn bằng rau củ quả sạch, lại được kiểm tra sức khỏe định kỳ, những chú chuột lang đã phát triển rất tốt, giúp đem lại nguồn thu nhập giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ cho các nông dân Peru. Chuột lang là đặc sản của chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải đảm bảo được chất lượng thịt chuột để phục vụ người dân, phục vụ du khách và cả xuất khẩu nữa. Trung bình mỗi năm, người dân Peru tiêu thụ khoảng 65-70 triệu con chuột lang. Nhờ có chất lượng thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng hơn cả thịt bò, nên thịt chuột lang hiện đã được Bộ Nông nghiệp Peru xác định sẽ là loại thịt xuất khẩu chủ đạo của nước này trong thời gian tới. Thưa quý vị, tại Peru thì thịt chuột lang được coi là đặc sản trong suốt hàng nghìn năm qua. Nếu ở nước ta thịt lợn có thể coi là loại thịt phổ biến trong bữa cơm hàng ngày thì ở Peru lại là thịt chuột lang. Trung bình mỗi năm thì người dân Peru tiêu thụ tới 70 triệu con chuột lang. Mặc dù có thể đạt đến cân nặng là 10 kg, nhưng mà nếu chỉ tính khoảng 5 kg thôi thì trung bình mỗi năm người dân Peru sẽ tiêu thụ ít nhất là 3,5 triệu tấn thịt chuột lang. Vâng, với cái con số mà thống kê của Xuân Tú vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là thịt chuột lang thuần chủng tại Peru được đánh giá là có cái hương vị ngon và bổ dưỡng hơn cả là thịt bò nữa cơ ạ. Còn chuyên gia Trương Văn Dung thì đánh giá như thế nào về cái tiềm năng khai thác thịt chuột lang thuần chủng tại Peru ạ? Và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể phát triển được, đặc biệt là ở cái vùng nông thôn.
là những cái vùng đó có thể phát triển cho bà con phát triển chăn nuôi, nhưng mà phải có quy hoạch và có sự quản lý, không được chăn nuôi thả rông. Mà chăn nuôi phải có trang trại và có quy hoạch rất rõ ràng để tránh hiện tượng chăn nuôi thả rông, để mà nó gây đến cái điều kiện bất lợi cho chúng ta. Mà cần phải nuôi theo cái hình thức, tức là nếu mà quy mô trang trại thì tôi nghĩ rằng là để từ bắt đầu từ cái việc làm cái chuồng nuôi như thế nào là cũng phải nghĩ đến. Ví dụ làm cái chuồng nuôi là chúng ta phải có mái che và phải cao hơn so với cái mặt nền chuồng để làm sao nước có thoát ra một cách dễ dàng. Thứ hai là chúng ta làm ấy là phải có tránh cái hiện tượng nắng. Đối với chuột guinea pig này nó cũng ít khi bị bệnh nếu như chúng ta thực hiện chăn nuôi hợp vệ sinh. Thế và cái việc mà cũng như nói là chúng ta có hoàn toàn có thể phát triển thành một cái nguồn lợi về mặt kinh tế cho người dân. Vâng. Để có thể là có được điều đó thì chúng ta cũng phải trở lại câu chuyện là nhập khẩu cái giống chuột này về như thế nào và mình kiểm soát việc đó ra sao. Ở trên ta đã nói về cái nguy cơ là nhập về những cái giống chuột nó không đúng và nó gây nguy hiểm cho người dân, thì thay vì chúng ta đặt được vấn đề kiểm soát thì chúng ta có thể nhân giống và nhập về những cái giống thuần chủng và chúng ta tạo ra giống thuần chủng tại Việt Nam, thì việc này có khó khăn lắm hay không? Tôi nghĩ không khó, bởi vì cái giống chuột nang này thì thực tế ở Việt Nam đã nuôi trong rất nhiều năm rồi. Rất nhiều năm. Tôi ví dụ như được cuộc đời tôi là tôi đã hết tuổi làm việc rồi. Thế nhưng mà thì tôi đã biết nó vì chúng tôi cần nó trong nghiên cứu khoa học. Có nghĩa rằng là không có vấn đề gì khó khăn trong vấn đề nuôi này được. Thế cái quan trọng là chúng ta nhập giống ở nơi mà nó có đảm bảo chất lượng tốt và phải thông qua cái kiểm dịch để tránh nó có thể đem những cái mầm bệnh nguy hiểm từ nơi khác vào Việt Nam. Thì cái đấy là cái đấy chúng ta phải kiểm tra. Thế và thứ hai là phải có giấy phép. Nếu mục đích để phòng thí nghiệm thì nó là về phòng thí nghiệm, còn mục đích để mà sản xuất kinh doanh để trở thành cái nguồn thực phẩm thì nó sẽ có được phép kinh doanh. Và khi họ đã cho phép kinh doanh thì chắc chắn họ sẽ có quy định rất cụ thể về cái vấn đề đó và bà con hoàn toàn có thể nuôi một cách bình thường. Vâng. Nhưng mà theo như chuyên gia Trương Văn Dung nhận định thì là cái loại chuột này chúng ta có thể nhân nuôi, đúng không ạ? Và nhưng mà tất nhiên là trong phòng thí nghiệm thì có thể là không khó, nhưng mà khi mà ra ngoài thị trường này rồi là khi mà bà con sẽ là những cái người mà nhân nuôi những cái mô hình chuột lang trực tiếp như vậy, thì phó giáo sư có đánh giá như thế nào về cái chuyện là con chuột lang Peru này, thuần chủng này, thì liệu nó có thích hợp với lại khí hậu của Việt Nam chúng ta không, hay là môi trường của chúng ta nữa? Tôi nghĩ rằng là nó hoàn toàn phù hợp với khí hậu của Việt Nam, bởi vì mọi người biết rằng là ở khu vực Nam Mỹ cũng là cái khu vực mà có thể thời tiết rất nóng, giống như là cái điều kiện thời tiết của Việt Nam, thậm chí còn nóng hơn. Thế cho nên ấy là chúng ta hoàn toàn có phù hợp và nó sẽ thích ứng rất nhanh, không có vấn đề gì cả. Thì có mấy cái điều mà tôi nghĩ cần phải chú ý. Thứ nhất ấy là chuột lang nếu như mà nuôi chăm sóc tốt thì một năm một con chuột đẻ đấy thì nó có thể đẻ được khoảng 3 đến 4 đứa. Thế và theo cái đặc điểm sinh lý thì sau khi nó sinh con xong, bây giờ trên 49 giờ thời gian đó có thể cho phối và nó hoàn toàn có thể mang thai được. Đấy. Tất nhiên người ta cũng khuyên là nếu mà chăn nuôi sinh sản người ta không nghĩ cái chuyện quá sớm cho sớm như vậy, lên đẻ từ 5 đến 7 ngày sau đó thì bắt đầu mới cho phối giống. Cái quan trọng ở đây ấy, tôi vẫn nhấn mạnh nhất đi nhắc lại là phải đảm bảo chăn nuôi phải đảm bảo là hợp vệ sinh. Ví dụ như trong lúc mà chúng ta đang bị dịch tả lợn châu Phi chẳng hạn, thế thì cái con chuột này nó không ảnh hưởng gì đến dịch tả lợn châu Phi cả và hoàn toàn có thể nuôi ở cái vùng mà đang có dịch tả lợn châu Phi, không vấn đề gì. Và chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp những nguồn thực phẩm tốt cho người tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng chất lượng của nó cũng rất là tốt. Cũng chính vì chất lượng mà nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi các cái yếu tố thời tiết và dịch bệnh hiện nay đang có, nên là ở Peru người ta gọi con chuột lang này là lợn cuy. Nó nuôi được nuôi rất là dễ và người ta nuôi nó như lợn vậy, và ăn thì cũng ăn rất là ngon. Và con này còn dễ nuôi hơn lợn bởi vì là ăn rau củ quả thôi chứ cũng không quá là khó, và người ta cũng tiêm phòng đầy đủ, không khác gì là nuôi lợn cả. Vậy thì khi mà chúng ta muốn đem về nhân nuôi ở Việt Nam để lấy thịt chẳng hạn trong tương lai thì có khó và có phải chú ý điều gì hay không? Tôi nghĩ rằng thế này, tức là cái việc tiêm phòng tùy theo ở mỗi quốc gia thì cái đặc điểm dịch tễ của từng vùng khác nhau thì người ta có thể lựa chọn những vaccine để tiêm phòng. Nhưng mà trong cái điều kiện nuôi tại Việt Nam như chúng tôi đã từng nuôi để mà dùng trong động vật thí nghiệm thì hầu như tôi không phải tiêm phòng gì cả. Trừ khi mình chăn nuôi hợp vệ sinh. Nếu mà chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học thì càng tuyệt vời.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Trương Văn Dung. Và với những chia sẻ vừa rồi thì chắc hẳn là khán giả của Nông Thôn Chuyển Động chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về việc là chăn nuôi chuột lang thuần chủng như thế nào, và chúng ta cũng có thể hiểu rõ được các mặt lợi và mặt hại của việc chăn nuôi loài vật xinh đẹp này, đúng không ạ? Vâng, và có hại là khi chúng ta không có con giống đảm bảo chất lượng chăn nuôi thì cũng không đảm bảo an toàn sinh học mà gây dịch bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó sư tiến sĩ Trương Văn Dung đã đến với chương trình hôm nay của chúng tôi. Và quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình vì còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác. Nhắc đến mảnh đất Phú Yên thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến du lịch, bởi nơi đây thì được mệnh danh là mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh. Thế nhưng đến với Phú Yên thì du khách cũng sẽ được thưởng thức rất nhiều các loại trái cây như là cam, quýt và bưởi da xanh. Những năm gần đây thì khi mà cà phê và cao su xuống giá, nhiều hộ dân ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất đồi, rừng sang đầu tư phát triển các loại cây ăn trái. Vụ Tết vừa qua, các loại trái cây này đã đem lại hiệu quả kinh tế vô cùng lớn cho người dân nơi đây. Những ngày cận Tết Canh Tí 2020, toàn bộ bưởi da xanh chín già trên diện tích 5 hectare của gia đình ông Võ Minh Tuấn ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đã được thương lái đến tận vườn thu mua hết với giá thu mua khá cao, từ 40.000 đến 45.000 đồng 1 kg để phục vụ thị trường Tết. Giá bưởi da xanh từ to nhỏ bán bình quân 40.000 tại vườn hết. Hiện bây giờ có những khách hàng buôn lại buôn, người ta đặt cả 500, 700 quả nhưng mà chịu không có hàng, đã không có hàng bán. Hiện nay, số bưởi trong vườn đã được đặt hết, nhiều người đến đặt thêm nhưng không có để bán. Đặc biệt là giống bưởi da xanh được trồng ở đây, có vị ngọt, thanh mát, màu đỏ hồng và mọng nước khá đẹp mắt. Nên dù giá bán có nhỉnh hơn bưởi da xanh trên thị trường, nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Nói chung cái bưởi da xanh ở đất Sông Hinh này, tôi có ăn thử nhiều nhà trong rồi. Chất lượng là đúng để đủ chín, ấy, gọi là đủ đồ chín thì là tuyệt vời, chất lượng rất ngon. Cái mô hình bưởi của anh Tuấn đang trồng ấy, thì cái chất lượng là đảm bảo rồi. Còn cái giá thành ấy lại cao. Một cái bưởi mà có thể thu được một năm tới 10 đến 15 triệu thì quá cao rồi, quá cao so với người nông dân ở địa phương mình rồi. Để cây bưởi da xanh phát triển tốt, đạt năng suất cao, người dân đã áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch và sử dụng các chế phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn sinh học vào chăm bón cho cây. Đây cũng đang là định hướng chiến lược trong phát triển cây ăn trái theo hướng sinh học, tạo thương hiệu trái cây an toàn trên vùng đất Sông Hinh. Vâng, và một thông tin rất là vui đó là trái bưởi của Phú Yên Việt Nam cũng đã có mặt rất nhiều ở trên các quốc gia khác trên thế giới. Và cũng rất vui khi mà đặc sản quê nhà của Việt Nam đã đến được rất nhiều nước trên khắp thế giới. Năm nào cũng vậy, cứ sau kỳ nghỉ Tết là hình ảnh những người dân lao động từ khắp các miền quê trên cả nước sẽ đổ về thành phố lớn để mưu sinh, có cả các em nhỏ theo chân cha mẹ lên thành phố để học tập. Vì vậy mà trái ngược với khoảnh khắc gia đình sum họp đoàn viên mỗi dịp Tết đến xuân về, sau Tết là cả một khoảng trống lớn trong lòng người đi cũng như người ở lại. Người ở lại thì thường chỉ là các cụ già với mong muốn hết sức bình dị là gần con gần cháu, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên phải chấp nhận để các con các cháu đi làm ăn xa. Còn người đi thì luôn khắc khoải nỗi nhớ quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của chính mình. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh bình dị và đẹp đến nao lòng về đồng quê, nơi mà ông bà cha mẹ vẫn còn ở đó, để thấy rằng dù đi bất cứ nơi đâu thì quê hương vẫn là nơi đẹp nhất.
Những hình ảnh bình dị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nông thôn Chuyển động của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.